Buồn buồn đứng kế cục điện, đứng lâu thì thấy tê tê cả người. Chán quá, không có gì làm hết. Để móc ra cái con iPhone 15 Pro Max Titanium 1000GB nhắn tin cho người yêu coi. Mà quên, mình làm gì có người yêu mà nhắn tin. Hôm nay văn tổ Slenderman đã quay trở lại với các bạn ở đây. Quyết tâm ngày hôm nay phải gọi là hả chừng trị được những cái đứa chỗ che trong này lần trước đã gọi là hả đánh mình. Wow, một thanh niên đã lấy ra được một chiếc gọi là quay độ các bạn. Bô Titan. Wow, phục vàng, niên vàng. Ồ, một văn tổ nữ chứ không phải là nam. Ảo ma Canada, đẳng cấp. Ghê đấy, đẳng cấp đấy. Bạn nữ nhưng mà chạy xe rất là gọi là hổ báo trường mẫu giáo. Đây là mình gọi là trở thành anh shipper các bạn. Shipper văn tổ nha. Rồi, để xem coi là mình có thể làm được gì đây. À, chào anh bảo vệ. Anh bảo vệ này hơi gọi là hip hop á nha. Mặc đồ gọi là xiên xích nhiều thế. Anh shipper, hello, hello. Công việc mình sắp làm đấy các bạn. Trời ơi. Hôm nay lại là hồi trước á, nói chung là mình là một đứa chỗ tre, trong tay cầm một tỏi. Do ăn chơi quá đà cho nên là ngày hôm nay mình chỉ còn 5 củ trong tài khoản thôi. Và tất nhiên mình phải đi làm có tiền. Và mình đã chọn nghề gọi là shipper đi làm nha các bạn. Ồ, anh này cũng là shipper nè. À, rồi tới rồi các bạn ơi. Đây rồi, đi shipper rồi. Đấy, úi xôi ôi, thùng hàng đi rồi. Trước tiên là mình phải đi vô nhận đăng ký gọi là tham gia bạn đôi chuyển đôi gọi là qua giao hàng. Ok, rồi bây giờ tôi gọi là cần một cái áo trước rồi đã. Công nhận mặc cái bộ shipper này vô nhìn mình như tay đua F1 đấy các bạn. Nhìn quá là ngầu luôn, quá đã. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ gọi là mặc đồ vô thôi. À, lộn, lấy thùng hàng nè các bạn. Đây thùng hàng của shipper nè. Để mình nói nhỏ cho các bạn nghe, các bạn đừng có nói ai biết nha. Trước cái chỗ làm việc của mình nè, có một cô gái bán bánh mì. Trời ơi, mình crush của mình. Nhưng mà do mình bây giờ quá nghèo rồi các bạn, nên không dám gọi là tỏ tình. Đây crush nè, mua gọi bánh mì ủng hộ thôi. Chào em. Ê, hôm nay bán cả nồi bánh mì giống mọi ngày thôi. Đấy, nghèo mà các bạn, ủng mì có 5.000 à. Wow, ở đây có gọi là cửa hàng tiện lợi nè các bạn. Mình có thể vô cửa hàng tiện lợi để mua đồ này. Nhưng mà khoan đã, mình đi giao hàng trước. Trời ơi, hồi xưa mình cũng được như vậy nè các bạn. Cũng được gọi là dân chơi biển khơi đồ, đi mô tô đồ, ngon lành như mọi người. Nhưng mà bây giờ nghèo rồi. Trời, biết vậy nãy mà mình hồi nãy mình mua chiếc xe gọi là chiếc cúp á, thì mình không có đủ tiền ăn bánh mì. Mà bây giờ không có chiếc cúp đi á, thì chạy bộ này quá đuối, đuối như trái chuối luôn. Thôi thôi, bé ơi, cho em qua đường các bạn ơi. Ôi, ghê quá. Thôi thôi, quan sát coi bên đường có ai không. Ok, qua đường đi giao hàng thôi. À, nói chung bây giờ cũng khổ bạn ơi. Cuộc sống bây giờ khó khăn lắm. Ai cũng gọi là không có tiền trong người hết, phải đi làm nè. Ủa mà sao đi giao đâu xa dữ vậy? Chắc là ai trong chỗ này rồi. Đây 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 đây. À đây 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 đây. Giao hàng trong đây à. Ok. À, được có tiền không? Giao hàng có tiền không? Yeah! Mỗi lần giao hàng đường triệu mấy nha. Vậy là giàu rồi đấy, không bèo đâu. Dạ, bây giờ mình đã có gọi là một số tiền khá là lớn. Lớn như bánh xe bò luôn các bạn. Gần 7 củ. Mình sẽ đi mua một chiếc gọi là xe gì quên rồi. Chiếc cúp 50 để đi giao hàng cho nó tiện. Mình không ngờ trong đây nhạc hay đó các bạn. Nhạc quẩy khá là ghê. Các bạn nhìn cái người này là các bạn thấy là người ta quẩy ghê cỡ nào rồi các bạn à. Thì ở đây mình phát hiện ra là đây có những đại ca đang gọi là thanh trừng lẫn nhau các bạn. Ghê quá. Nhìn là thấy sợ rồi các bạn ơi. Đây, đại gia đấy, đi siêu xe nha. Xe bò nha các bạn. Đây, thấy logo không? Xe bò đấy. Có gì ké được không ta? Không biết mình shipper người ta có cho lên ngồi không? Không cho lên các bạn ơi. Thôi, được rồi, bây giờ là mình đi mua xe. Xe đâu rồi ta? Đoạn nào mua xe cũng mất tiêu rồi. Ơ, bây giờ đang định mua chiếc xe để gọi đi làm. Mà bây giờ chỗ nào bán xe quên mất tiêu rồi. Hình như là bên này. Rồi, cửa hàng bán xe đi rồi. Trời ơi, cẩn thận nha. Ở ngoài đường đây mình thấy khá là căng thẳng. Đây, bây giờ có tiền rồi, vô mua chiếc cúp nào mọi người. Đây. Rồi, chắc là cúp 50 đi. À, ok. Trời ơi, thành công rồi các bạn, mình mua xe thành công rồi. Khi tôi sinh ra mang được hai tiếng con nhà nghèo. Ê, lỗ. Không biết cờ rết có thích tôi hay không nữa. Tôi vừa mới mua được chiếc cúp hơi bị đẹp luôn. Ơ, trời, cờ rết của tôi đang bị gọi là một thiếu gia đi chiếc siêu xe gọi là tán tỉnh. Sao mà chiếc cúp này đấu lại chiếc siêu xe này bây giờ. Thôi,
chúng ta không nên gọi là tập trung vô gái gú nữa, mà hãy tập trung vào gọi là công việc đi. Bây giờ mình xíu đây làm việc. Em vô làm việc mấy anh ơi. Từ từ nào mấy anh ơi, cái gì? Hình như mình leo lên xe mình bị cái gì đấy. Bây giờ mình vô mình lấy hàng cái nè. Người nghèo người ta chỉ vậy thôi, đơn giản. Sáng là chỉ có ăn ổ bánh mì thôi các bạn. Ăn ổ bánh mì vô đi làm. Ăn cái nữa coi. Ăn cái nữa các bạn ơi. Rồi ok, ăn xong rồi. Hết bánh mì rồi. Bây giờ là đi giao hàng thôi. Đường vắng vẻ quá ta. Nói chung là bây giờ đang còn sớm các bạn ơi, mới có gọi là 8 giờ mấy sáng thôi. Cho nên là hả, đường vắng lắm các bạn. Ít người lắm, đa số là toàn chỗ tre không à. Ê, bên giao bên đường kìa. Thôi để qua đường. Mình đi giao hàng cái đã. Không biết là mình giao cho cái cửa hàng nào đây. Ê da, trời ơi, xe yếu quá, lên dốc không được luôn nè. Các bạn nhìn nè. Ôi, lên được rồi. Đâu, đây, xuống xe. Giao hàng tới nơi rồi. Giao hàng cho người ta thôi, đây hả? Hay là bên này? Đây nè, giao hàng này nè. Ơ, nó chỉ vô đây mà. Sao mình không giao hàng được? Hay là trong này? Đây, có cửa hàng tiện lợi nè. Wow, hay là mình giao cho anh này. À không, cái là mua hàng các bạn, để mình xem có bán cái gì đây. À, bán nước ngọt đồ á. Bây giờ chắc có lẽ mình mua cam mé mình uống thôi. Mình thì mình muốn uống nước lọc thôi các bạn. Ủa, cái trà sữa nè. Ồ ha, mua một ly trà sữa tặng Crush. Trời ơi, giờ Crush thích uống trà sữa nào ta? Trà sữa kem à, trà sữa khoai môn à, trà sữa dâu đi. À, ok. Rồi mình sẽ mua cho mình một chai ly cam ép. Quá đã. Rồi được rồi, bây giờ là tiện đây mua luôn mà. Mà giao hàng đây người ta, đây giao hàng đây rồi. Ok, có tiền rồi các bạn ơi, sống rồi. Ồ, lần này giao hàng được 2 củ, ngon lành luôn. Rồi đi về nhà. Ơi khoan, cho các bạn ra ngoài đây ngắm biển một cái đi. Tại vì khu nhà mình gần biển các bạn, cho nên là các bạn ra đây các bạn phải ngắm biển đồ quá đã luôn. Đây, cho các bạn ra coi cảng biển khu mà mình ở nè các bạn ơi. Đây là cái cảng biển nha. Rồi dừng lại. Ê, thấy dừng đẳng cấp chưa? Xuống xe. Rồi để vô đây xem coi. Đây là cảng biển mà hình như hôm nay người ta không có làm việc. Bình thường á là người ta làm việc á sẽ có một cái chỗ đây để người ta họp chợ các bạn. Chợ nhỏ thôi người ta để người ta gọi là bán cá rồi để tụi mình mua á. Nhưng mà ở đây không có. Hơi buồn nha. Thôi bây giờ đi lên xe để mình xem coi. Hiện tại đúng rồi, quên nữa. Nếu như các bạn vô đây mà các bạn không có tiền á thì các bạn hãy nhập theo cái mã này. Cái mã này là gọi là rất là xịn sò nha. Thiện đẹp trai. Đấy, các bạn sẽ được một món quà. Không tìm thấy mã quà tặng. Cay thế nha, sao nãy nó kêu mình bấm vô vậy là được. Lừa mình, quê thiệt á. Thôi không sao. Ồ, ở đây có một cô gái bán gọi là cà phê nè các bạn. Thôi mình không mua uống cà phê đâu, mình chỉ gọi là gì thôi. Ai, nói chung là sáng đi chạy xe mệt, đói quá. Ghé vô ăn gọi là tô hủ tiếu coi. Hello anh trai. Người này gọi là quen các bạn. À, lấy cho em tô full topping nha. Bún bò với phở hả? Ủa hôm nay không có hủ tiếu à? Em ít ăn hủ tiếu. Thôi nè, ăn phở cũng được các bạn ơi. Rồi ok, vô ghế ngồi thôi mọi người. Rồi bây giờ thì mình sẽ lấy thức ăn ra để ăn nha. Đây, phở đây. Ăn thôi mọi người, rồi tô phở đây các bạn. Ăn thôi, mời mọi người ăn nha. Ăn có sức làm việc chứ các bạn. Chứ gọi là làm việc không sao được. Đây, rồi cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, tính tiền trước rồi nha các bạn. Tính tiền trước rồi nha, order rồi đàng hoàng nha. Chứ không phải là các bạn kêu mình ăn xong mình chạy đi luôn nha, không có đâu. Rồi, đây rồi, tới chỗ làm luôn. Tại vì cái chỗ này gần chỗ làm mình nè, mình ghé mình ăn luôn. Đây rồi, ý, quên nữa. Lên xe lên lề cái đã. Trời ơi, các bạn biết không, mình là một anh gọi là shipper, gọi là yêu đơn phương. Nên là buồn lắm các bạn. Rồi bây giờ mình tặng cho Crush. Em ơi, anh gọi là chạy xe cũng gọi là được mấy chuyến rồi. Anh có mua cho em một ly trà sữa dâu. Em muốn cho nó mát. Trời ơi, không biết em ấy có nhận không ta. Nhận đi em. Ui, nhận rồi các bạn. Có cơ hội rồi. Rồi thôi em bán tiếp nha. Quên bán cho anh ổ mì nữa. Mua mì các bạn, ngày nào cũng phải mua thôi. Tuy là ăn rất là ngán rồi nhưng mà phải mua thôi các bạn. Trời, vừa quay đi thì cà rốt quăng luôn ly trà sữa ra đường. Quá buồn. Thôi em không uống thì thôi, anh sẽ uống. Được rồi, uống luôn các bạn ơi. Tuy là quăng xuống đường rồi nhưng mà mình sẽ vẫn uống nha các bạn. Chứ bây giờ của mình mua mà không uống thì bỏ phí các bạn à, công sức mình làm. Hay da, thôi đi. Ê, cái gì vậy? Chậu tre các bạn ơi. Chậu tre. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh. Ôi, bình tĩnh nha anh. Em gọi là chỉ làm việc thôi. Đây. Ồ, chậu tre hoàng lương. Hôm nay là đi nhận công việc để đi làm. Chậu tre này được đấy, hoàng lương rồi. Đó, vậy mình cũng không cần phải gọi là dạy cho nó một bài học các bạn. Rồi được rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi là lên xe tiếp. Đó,
Rồi, bây giờ lên đi thôi. Cút cút ra, xe của bắp. Ủa mà xe nó giống xe mình mà ta, của bắp gì. Rồi, ủa. Trời ơi, lại gặp những anh gọi là hại gian nắng làm hồ nữa. Ây da, anh ơi, anh đang làm gì vậy? Mày nhìn cái chóa gì? Em nhìn gì đâu, em chỉ hỏi anh đang làm gì mà. Chắc là mình sẽ mua cây phong lon này các bạn ơi. Phong lon, cái cây này giống như là cái cây của gọi là gì ta? Dương quá đấy các bạn. 75.000, trời chỉ với 75.000 thôi các bạn đã có cây phong lon rồi. Quá đẳng cấp, xịn sò con bò luôn. Thôi để dành, để khi nào mà mình chạy buổi tối bạn nguy hiểm thì mình có thể sử dụng được. Đấy, rồi bây giờ đi giao hàng tiếp thôi. Hello hello, ủa sao hồi nãy tưởng làm shipper rồi mà bạn. Ơ shipper mà giống như phong lon à, cũng đi mua phong lon à, ghê vậy. Rồi được rồi, bây giờ thì mình sẽ gọi là ủa tai nạn rồi. Ê, không được không được, giúp 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 đồng nghiệp. Xe bạn bị sao vậy? Bạn ơi xe bị sao vậy, để tôi phụ bạn giúp 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 lên. Ok rồi, đi giao hàng đàng hoàng nha bạn, có chừng gọi là người ta đánh giá một sao đó. Đi đàng hoàng đi. Đấy, rồi đi thôi. Đấy, mình cùng đường với bạn này sao á, đi cùng đường nha. Chạy cái xe này lâu quá, nói chung là cũng không có gọi là quay trở lại với cái nghề văn tổ, nên là mình cũng nhớ nhớ nghề tí, thể hiện tí nha các bạn. Đấy, cầm phong lon lên. Đây, cái này là phong lon nha các bạn. Rồi bây giờ là lên thôi anh em. Win. Anh đây chỉ thể hiện một lần thôi nha các em. Lên. À, anh chỉ thể hiện một lần thôi các em, nhìn đi. Đấy, một lần này nữa thôi tụi con sẽ gọi là trở về người bình thường thôi nè. Đấy, ghê chưa. Bây giờ khổ quá, ra đường gặp toàn chỗ che không à, cay quá, bốc đầu cái nào. Lên nào. Ghê chưa, anh đây là không ngại gì đâu. Ê anh đi này, chắc gà tụi nó đua quá bạn ơi, trời nó quăng xe luôn bạn ơi. Wow, bạn nữ này đẳng cấp đấy, bóc đầu xe xong rồi còn quăng xe mà để xe tự chạy luôn, đẳng cấp đấy. Ôi, để mình thử rồi, mình gặp ở trong đây dân tổ nữ cũng khá là nhiều nha. Đua xe không, đua xe không, đua xe không, đua xe không. Ôi trời, rủ đua xe mà leo lên luôn, thành người yêu luôn rồi. Được, đi luôn nào bạn ơi. Trời ơi, trước tiên gì sáng là phải mua bánh mì nha các bạn. Wow, dân tổ nữ này ghê đấy. Các bạn thấy dân tổ nữ này không? Nè, chạy xe là phải gọi là bốc đầu, bốc đít đồ nó mới gọi là đẳng cấp cho người chơi. Ê, ê, nó ăn chậm xe kìa. Không được, nó ăn chậm xe tôi. Trả xe đây, xuống đây. Cái xe của mình để lên lề nè, nó lấy xe mình. Cây thiệt, trả xe đây, nhanh. Trả xe đây, xuống xe. Ây da, nó không xuống xe à. Trả xe đi. No, trả xe đi. No. Em làm gọi là cả cuộc đời mới mua được chiếc xe đi anh à. Trả xe. Xuống. Cái gương mặt của nó gọi là nhìn thấy ghét không, nó khinh bỉ mình các bạn. Trả xe cho em đi anh ơi, đừng ăn trộm em à. Khổ lắm anh à. Ê ở đây. Trời. Cuộc chiến giữa anh shipper và một thanh niên chủ xe, ai sẽ chiến thắng đây, chúng ta hãy cùng nhau gọi là đấu xem. Ai à, cuộc chiến này căng quá, coi bộ chủ xe này hổ báo hơn anh shipper rồi, anh shipper chịu không nổi rồi, chạy rồi các bạn ơi, anh shipper chịu không nổi rồi. Oh no, chủ xe này ghê quá các bạn ơi, nhìn kìa, ui nó ghê quá các bạn ơi. Nãy giờ mình dạy cho mấy đứa chủ xe này một bài học, đó là hả, hãy gọi là đừng đi chơi nữa mà hãy làm việc giống như mình đi. Mình cũng từng là một dân tổ mà, mình hiểu cảm giác đó. Nhưng mà bây giờ tụi nó không nghe, tụi nó còn đánh nhau nữa các bạn không, cũng đánh nhau nè, nó không nghe. Nên là mình không dạy tụi nó nữa, mình sẽ đi kiếm sống. Thực ra thì nó giàu hơn mình, nó có tiền nhiều hơn mình, nên là nó cũng không cần phải gọi là đi làm đâu các bạn. Nhưng mà nói thật với các bạn nha, các bạn có nhiều tiền cỡ nào mà các bạn không đi làm thì các bạn xài cũng hết tiền à. Nên là nên đi làm giống như mình để cân bằng cuộc sống. Đừng có mà có tiền cái là ở nhà nha các bạn. Phải gọi là đi làm được chứ. Ai cũng phải làm thôi. Ủa giao cái này đúng không? Đây nè, đúng rồi, giao hàng đây nè. Rồi ok, anh shipper may mắn giao hàng cho các em. Ây da, ngon lành luôn. Rồi đi nào. Giờ làm gì ta? Ở đây mình thấy gọi là có mấy thanh niên mặc đồ shipper nhưng mà ra đường. Trời ơi. Mình nói có sai đâu các bạn. Mình thấy nó mặc đồ shipper nè, nhưng mà nó chạy xe cỡ đó đó, nó xe nằm kia. Người nằm đây nè các bạn, đủ hiểu là nó chạy xe ghê cỡ nào rồi. Wow, ghê quá đi. Thôi tôi không dạy dỗ được các em rồi. Tôi đi đây. Các
các em gọi là tự quyết định cuộc sống của mình đi. Đây gì đây? Nhà thi đấu nè các bạn. Cái này có nhà thi đấu nè. Để chúng ta gọi là có thể gọi là tham gia những cái thể thao á. Đấy các bạn nhìn nè, đó chạy xe cổ, chạy xe gơ. Tụi nó chạy xe kinh khủng luôn. Mình sợ quá rồi. Mình sợ cảnh này quá rồi các bạn ơi. Đấy. Đây, đánh nhau nè. Làm ăn không lo lo đánh nhau nè các bạn thấy không? Đó đánh nhau nè thấy không? Đứng mình coi nè. Đây có bác sĩ cứu luôn nè các bạn, có bác sĩ tới cứu luôn nè. Bác sĩ này hình như nãy đấm tay sao này nhớ, nhìn này phải vậy không? Gì đây? Cho tôi xe đến bệnh viện. À, nó đi nhờ xe đến bệnh viện. Bọn bệnh viện ngay đây mà. Chắc là bệnh viện ở chỗ khác. Đây, hai thanh niên lại tiếp tục đánh nhau. Lần này chỉ Châu thua rồi các bạn ơi. Lần này chỉ Châu thua rồi, chịu không nổi rồi. Xin lỗi nhưng chịu không nổi, chạy mất tiêu rồi. Thôi, kệ tụi nó đi. Bây giờ thì mình gọi là quay trở về cuộc sống của mình thôi. À đây, chỗ mình giao hàng đây. À, cái hút vô cà rớt bây giờ. Và ngày hôm nay mình đã cho các bạn thấy được cuộc sống của một shipper khi mà từ một dân tổ gọi là hoàng lương trở thành một shipper là như thế nào. Shipper cũng khó khăn, bạn đi ship mà bị tụi nó đấm nữa, khá cay các bạn, khá cay và khá buồn. Hay là tụi nó không lấy hàng của mình đó. Và cảm ơn các bạn xem video này nha. Và nếu là mình cho một like và đăng ký, mình sẽ xem công công nếu bạn chính muốn họ mình nha. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Bye bye.